Peppa, George và ba mẹ đang cùng ăn sáng với nhau. Hôm nay là một ngày đẹp trời, nên Peppa và George rất muốn được ra vườn để chơi. Mẹ ơi, tụi con ra ngoài chơi được không mẹ? Các con có thể ra ngoài chơi sau khi ăn xong bữa sáng. George, con đừng uống nước nhanh như vậy. Vì heo George uống nước trái cây quá nhanh nên bây giờ bị nứt cục. Giờ tụi con ra ngoài chơi được chưa mẹ? Không được, vì George đang bị nứt cục. Nhưng em George đã hết nứt cục rồi mà mẹ. Đúng không George? Thôi được rồi, các con có thể ra ngoài vườn chơi, nhưng còn phải trông chừng chó. Peppa và George rất thích được chơi ở ngoài vườn. George, giờ chị ném bóng cho em và em phải chụp nha. George, em vẫn còn nứt cục sao? Bây giờ ném bóng cho chị đi và chị sẽ chụp lấy nó. George! Ôi trời, cơn nứt cục của George đã làm hỏng trò chơi. George, chị biết cách chữa nứt cục rồi. Em phải nghe theo lời chị nha. Em hãy vừa xoa đỉnh đầu và vừa xoa bụng của mình. Tốt! Bây giờ em hết nứt cục chưa? Có vẻ cách chữa nứt cục của Peppa không có hiệu quả. Chót, em làm sai cách đó rồi. Chị biết một cách hay hơn để chữa nứt cục. Đầu tiên, em hãy nhảy lên 3 lần bằng một chân thôi. Bây giờ, vẫy hai cánh tay của em lên xuống và lè lưỡi của em ra. Bây giờ nhắm mắt lại và quay người thật nhanh 3 lần. Cách chữa lần này của Peppa cũng không hiệu quả, George vẫn còn bị nứt cục. Chị biết rồi, để chữa nứt cục, chú heo bị bệnh phải bị giật mình một cái. George, bây giờ chị sẽ dọa em, nhưng em phải nhớ là đây chỉ là một trò chơi để chữa nứt cục cho em. Em hãy nhớ là chị chỉ làm bộ dọa em thôi, George. Peppa, con phải nhẹ tay khi chơi với em con chứ, George vẫn còn nhỏ mà. Con xin lỗi mẹ, tại vì con muốn chữa nứt cục cho em thôi. Hay quá, George đã không còn nứt cục nữa. Heo ba đang đi tới với 2 ly nước trái cây trên khay. George, nếu con uống nhanh quá thì con sẽ lại bị nứt cục nữa đó. Con không có nhỏ như em, George, nên con muốn uống nước trái cây nhanh thế nào cũng được. Peppa và George đang chơi trò trốn tìm. Và tới lượt của George phải trốn. Cậu ấy phải tìm được chỗ trốn trước khi heo Peppa đếm xong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
George đã tìm được một chỗ trốn vừa kịp lúc. Em sẵn sàng chưa? Chị đi tìm đây. Giờ thì Peppa phải tìm ra chỗ George trốn. Tìm được em rồi. Peppa đã tìm ra George. George, chị có thể tìm thấy em dễ dàng. Còn bây giờ sẽ tới lượt Peppa trốn. Một, hai, ba. Mẹ sẽ giúp George đếm nha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Được rồi George, con mở mắt ra đi. Giờ thì George phải tìm ra chỗ Peppa trốn. Và dĩ nhiên Peppa không có trốn dưới gầm bàn. George, sao con không lên lầu thử tìm xem? Peppa cũng không có trốn dưới gầm giường. Âm thanh lạ đó là gì vậy? Peppa không có trốn sau rèm cửa sổ. Lại là cái âm thanh lạ lúc nãy. Nó có thể là cái gì chứ? Như vậy là George đã tìm ra chỗ Peppa trốn. George đã tìm thấy con. Bây giờ tới lượt ba phải trốn rồi đó. Ba nghĩ là nên để George trốn lần nữa. Như em George trốn không có giỏi đâu ba. Ba tin là lần này em ấy sẽ khác. Con hãy nhắm mắt lại và đếm đi. Một, hai, ba. Ôi trời, Peppa sẽ dễ dàng tìm được George thôi. Năm, sáu, George, qua bên bảy, này nè con. Tám, chín, mười. Em sẵn sàng chưa? Chị đi tìm đây. Ồ, em George không có ở dưới gầm bàn. Nhưng em ấy luôn luôn trốn vào dưới gầm bàn mà. Sao con không lên lầu thử tìm xem? Con biết em ấy ở đâu rồi. Chắc chắn là em George đang ở trong giỏ đồ chơi. George không có ở trong giỏ đồ chơi. Vậy cậu ấy ở đâu? Peppa không tìm thấy George ở đâu hết. Ba ơi, con không tìm thấy em George ở đâu hết. Ôi trời, không biết thằng bé đang trốn ở đâu. Thật ra thì ba nghĩ trong tờ báo này có gì đó không ổn. George, tìm được em rồi. Ôi George ơi, đó đúng là chỗ trốn tốt đó con. Thì ra nãy giờ George đã trốn sau tờ báo của heo ba. Peppa và George đang tới trường mẫu giáo. Đây là lần đầu tiên heo George tới đó. George, con có thích được tới trường mẫu giáo không? Ba ơi, có lẽ em George còn quá nhỏ để tới trường mẫu giáo của con. Ba nghĩ không sao đâu Peppa. Còn có con và ông khủng long ở đó chờ với em mà. Khủng long. Nhưng con muốn chơi cùng các bạn lớn như con, chứ không phải em George và ông khủng long. Ôi trời, Peppa không muốn George tới trường mẫu giáo của mình. Tới trường rồi. Ba ơi, ba có chắc chắn em George đã đủ lớn hay không? Sẽ không sao đâu con.
Thôi được, em ấy có thể vào. Chào hai con. Đây là cô Linh Dương, chính là cô giáo dạy lớp của heo Peppa. Xin chào. Đây là đứa em trai của mình, Jax. Cô chào con, Jax. Mẹ. 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 Ước gì mình cũng có một cậu em trai dễ thương như Jax. Thật sao? Xin chào, anh là chó Danny. Đây là một con khủng long sao? Ừ, nó chỉ là khủng long đồ chơi thôi. Yeah, khủng long. Tuyệt quá. Khủng long. Khủng long. Oh, cô cũng sợ quá à. Em ấy tuyệt quá. Chó là em trai của mình. Em ấy rất tuyệt. Peppa cảm thấy tự hào về em trai George của mình. Bây giờ hãy cho George thấy chúng ta vẽ tranh như thế nào đi. Em ấy không giỏi vẽ tranh đâu cô. Vậy thì em sẽ giúp em ấy được chứ? Dạ phải, em vẽ rất giỏi. Em sẽ dạy em ấy vẽ một bông hoa. George, hôm nay chị sẽ chỉ cho em cách để vẽ một bông hoa. Đầu tiên em phải vẽ một vòng tròn lớn. Không Jax, em đã chọn sai màu rồi. Sau đó em hãy vẽ những cánh hoa. Jax, em vẽ sai hình rồi. Bây giờ em sẽ vẽ cành và lá. Hoàn thành rồi. Jax, em vẽ sai hết rồi kìa. Để cô xem các em vẽ gì đây. Con vẽ một bông hoa nè con. Ôi, nó đẹp quá Peppa. Còn Jax đã vẽ một chú khủng long màu xanh cũng rất đẹp. Thôi, khủng long. Đúng là tuyệt. Cô nghĩ tranh của Jax và Peppa ngày hôm nay nên được dán lên tường có đúng không? Peppa, chắc em đang rất tự hào vì em trai của mình. Cô nói có đúng không? Dạ đúng vậy. Đã tới giờ về và ba mẹ của bọn trẻ đã tới để đón chúng về nhà. Lần sau chót tới nữa được không cô? Được chứ, không chỉ vậy, em ấy còn có thể vẽ thêm một bức tranh nữa. Lần sau chót muốn vẽ gì nào, nói cô nghe xem. Khủng long. Lại là một bức tranh khủng long. Vậy thì con có thể chỉ cho mọi người vẽ khủng long được chứ? Tuyệt quá. Phải, thật sự rất tuyệt. Tuyệt lắm. Heo mẹ đang làm việc. Heo mẹ đang làm việc trước máy vi tính. Còn heo ba thì đang nấu súp cho bữa trưa. Ba ơi, tụi con xem mẹ dùng máy tính được không ba? Được chứ, miễn là các con không làm phiền mẹ. Hôm nay mẹ có rất nhiều việc quan trọng phải làm. Cảm ơn ba. Heo mẹ có rất nhiều việc quan trọng phải làm hôm nay. Mẹ ơi, tụi con có thể ngồi lên đùi mẹ và xem mẹ làm việc được không? Được, nếu hai con chịu giữ im lặng. Peppa và George rất thích nhìn mẹ làm việc trước máy vi tính. Mẹ ơi, cho tụi con chơi cô gà vui vẻ trên máy tính được không mẹ? Chúng ta có thể chơi trò cô gà vui vẻ sau. Vì mẹ đang phải làm việc. Mẹ ơi, tụi con có thể giúp mẹ. Không Peppa, con không được chạm vào máy vi tính đâu. Và George, con cũng không được chạm vào máy vi tính, nghe chưa? George nè, chúng ta không được làm như vậy.
Peppa, dừng lại. Con xin lỗi mẹ, con chỉ muốn cho em chót thấy, không được làm như vậy. Ôi trời, có thể máy vi tính đã bị hư rồi. Heo ba ơi, heo ba ơi, có chuyện gì vậy mẹ mấy đứa? Heo ba ơi, anh sửa máy vi tính được không? À... em sẽ nấu bữa trưa trong khi anh sửa máy vi tính. À, em tính như vậy cũng được, nhưng thật sự anh không giỏi mấy thứ này đâu. Cảm ơn anh, heo ba. Vậy là heo ba sẽ sửa lại máy vi tính. Có lẽ nếu như mình tắt nó đi rồi sau đó bật lên lại. Vậy là heo ba đã sửa được máy vi tính rồi. Hai mô ba. Phải, bà sửa máy vi tính cũng khá giỏi đó chứ. Ba ơi, tụi con chơi trò kia được không ba? Cô gà vui vẻ đó ba. Có lẽ con nên đi hỏi mẹ con. Lúc nãy mẹ nói tụi con có thể chơi sau mà. Nếu như vậy thì được, nhưng bà không biết cái đĩa ở đâu. Tới lượt chị rồi. Tới lượt của ba nha. Ủa, trên đó có chuyện gì ồn ào dữ vậy? Em thấy là máy vi tính lại hoạt động rồi ha. Làm vườn. Peppa và George được tới chơi nhà của heo ông và heo bà. Ông ơi, giúp bấm nè. Chụp nè. Gì đây con? Hổ lang rai. Là một con khủng long sao? Ông ơi, ông đang làm gì vậy? Ông đang gieo những hạt giống này. Ông ơi, hạt để làm gì vậy ông? Hạt sẽ mọc thành cây. Ông chỉ cần làm một cái lỗ nhỏ rồi gieo hạt vô. Sau đó thì lắp cái lỗ lại và tưới nước cho nó. Mọi thứ trong vườn của ông đều mọc lên từ những hạt giống như vậy đó con à. Cả cây táo lớn đó đúng không ông? Ồ đúng vậy. Một hạt giống nhỏ nó sẽ phát triển thành một cây táo nhỏ đó con. Đây nè. Và cái cây táo nhỏ này nó sẽ phát triển thành một cây táo lớn hơn, giống như vậy nè. Ôi. Và bên trong trái táo này sẽ có thêm hạt đó con. Để trồng thêm những cây táo hả ông? Đúng như vậy đó. Ông ơi, con cũng muốn gieo hạt. Vậy con có muốn gieo hạt dâu tây hay không? Dạ có. Hạt giống này sẽ phát triển thành một cái cây dâu tây thật đẹp đó con. Trước tiên, hãy làm một cái lỗ nhỏ.
Sau đó con gieo hạt giống vào, rồi lấy đất lấp lại. Muốn ông tưới thay cho con không? Dạ không, con muốn tự mình tưới nó. Tốt lắm. Bây giờ chúng ta sẽ đợi nó nảy mầm. Peppa và George đợi hạt cây nảy mầm và lớn lên. Đợi nãy giờ rồi mà vẫn không thấy lớn. Con phải thật kiên nhẫn chứ Peppa. Nó cần có rất nhiều thời gian để lớn lên. Peppa, George, đã tới lúc về nhà rồi con. Nhưng tụi con đang đợi cây dâu của tụi con lớn lên. Con muốn ăn dâu tây với trà. Con đừng lo Peppa. Lần sau khi con tới thì cái hạt này sẽ phát triển thành cây đó. Là chúng ta sẽ có dâu phải không ông? Phải rồi. Đi thôi Peppa. Thưa ông, con về. Tạm biệt cây dâu nha. Heo ông chăm sóc cho cây dâu tây của heo Peppa. Sau nhiều ngày thì heo ông thấy một cái cây nhỏ đang phát triển. Ngày qua ngày cái cây càng lúc càng lớn hơn. Đến một ngày, heo ông thấy một thứ rất đặc biệt từ cái cây đó. Trái dâu tây. Ông ơi, tụi con tới rồi. Peppa và George lại tới chơi nhà ông. Ông ơi, cái cây của tụi con có lớn không? Có. Xem nè. Dâu tây. Con cảm ơn ông rất nhiều. Ông ơi, chúng ta trồng cây khác được không ông? Được. Bây giờ thì tới lượt George chọn cây cần trồng nha. Dạ phải. Em chọn đi George. Chọn cà rốt. Ông ơi, con nghĩ là em George muốn trồng cà rốt đó ông. George, con có muốn trồng cà rốt hay không? À ha. Vậy con muốn trồng gì hả con? George nghĩ tới thứ mà mình muốn trồng. Không làm. Vậy là George muốn trồng một cây khủng long. George không biết rồi. Khủng long đâu có mọc thành cây được. Xe đạp. Hôm nay là một ngày đẹp trời, cho nên Peppa và George cùng nhau đạp xe đạp đi dạo. Quả bí này đúng là to thiệt đó heo ba. Heo ba rất tự hào về trái bí đỏ của mình trồng. Bí đỏ là thứ duy nhất mà anh trồng được. Có lẽ vì anh rất thích món bánh bí đỏ đó em. Đẹp nhanh lên George. Danny, Suzy, Rebecca. Peppa gặp bạn của mình là chó Danny. Cừu Suzy và thỏ Rebecca cũng đang chạy trên những chiếc xe đạp hai bánh. Nhưng George lại chạy trên xe đạp ba bánh. Em đạp chậm quá. Chúng ta đua tới trái bí của heo ba đi. Nếu chúng ta đua tới trái bí của heo ba thì phải thật cẩn thận để không đụng vào nó nha. Ba mình sẽ rất là buồn nếu trái bí đó bị làm sao. Cậu đừng lo mà Peppa, mau đua nào. Peppa và bạn mình chạy đua tới trái bí của heo ba. Nè, coi chừng trái bí của chú. Peppa, coi chừng trái bí của heo ba kìa. Con xin lỗi ba. Nhìn George kìa, em ấy đi chậm quá. Em George vẫn dùng xe đạp của em bé. Cậu cũng đang chạy xe của em bé mà Peppa. Cậu vẫn dùng bánh xe hỗ trợ đó. Mình có thể chạy mà không cái bánh xe hỗ trợ luôn. Mình cũng vậy. Mình nữa. Chúng ta chạy lên đồi lại đi. Cậu có đi không Peppa? Không, mình nghĩ là mình sẽ ở lại đây. Lát nữa gặp lại nha. Tạm biệt. Peppa ước sao xe đạp của mình không có bánh xe phụ nữa. Ba ơi, con không muốn gắn bánh xe phụ nữa đâu ba ơi. Con nghĩ mình không dùng chúng có được không? Dạ có. Được rồi Peppa, để bà tháo chúng ra. Heo ba lập tức tháo bánh xe phụ ra khỏi xe đạp của heo Peppa.
Con chắc là muốn chạy mà không có bánh xe phụ luôn hả bếp ba? Dạ có. Nhưng con chưa từng làm như vậy. Con làm được mà mẹ, con nhất định sẽ làm được. Không có gì vui đâu Jax. Đạp xe không có bánh phụ đúng là không dễ chút nào. Muốn bà giúp con không Peppa? Dạ được thưa ba. Được rồi, sẵn sàng, ngồi vững, đi nào. Ba đừng buông tay ra nha. Con đừng lo, có ba ở đây. Con đang làm rất tốt đó Peppa. Giữ nhắc nha ba. Cứ đạp tiếp đi con. Peppa đang tự mình đạp xe mà không cần có bánh phụ. Ba ơi, tại sao ba buông tay ra vậy? Từ nãy giờ con đã tự đạp một mình rồi. Thật sao? Con còn đạp rất là giỏi nữa đó Peppa. Thật hả mẹ? Đúng là con làm được rồi. Ba mẹ nhìn con nè, con có thể đạp xe mà không cần gắn bánh phụ. Dandy, Suzy, Rebecca, nhìn mình nè, mình không còn gắn bánh xe phụ nữa các bạn ơi. Nhìn mình nè. Giờ chúng ta đưa đây trái bí của ba mình nha. Peppa, có chân trái bí của ba. Mình sẽ chiến thắng. Peppa không nhìn hướng mình đang chạy. Ôi trời, heo Peppa đã đè vỡ trái bí to của heo ba. Con xin lỗi ba vì đã đè vỡ trái bí của ba. Không cần lo tới trái bí đâu con. Điều quan trọng là con vẫn không sao. Nhưng sau này con phải luôn nhìn về phía trước có biết chưa? Con hứa là sẽ không làm như vậy nữa. Tốt. Thôi được rồi, dù sao thì trái bí đã bị dở rồi. Ba có thể dùng nó để làm bánh bí đỏ. Con cũng rất thích bánh bí đỏ. Và vì trái bí của heo ba rất là lớn nên sẽ có đủ bánh bí đỏ cho tất cả mọi người ở đây. Bí mật. Heo mẹ đã làm một cái hộp đặc biệt cho heo Peppa. Peppa, cái hộp này là dành cho con đó. Cảm ơn mẹ. Nó là cái hộp bí mật để con giữ những thứ bí mật của mình. Con có thể bỏ cái gì vào đây hả mẹ? Chuyện đó thì con phải tự quyết định đi Peppa. Đó là hộp bí mật của con mà. Con biết có thể bỏ cái gì vào rồi. Tốt, nhưng đừng nói với mẹ nha. Con sẽ không nói với mẹ hay chó hay ba đâu. Vì nó là bí mật mà. Chó, đây là hộp bí mật của chị đó. Nó vẫn còn trống. Chị phải tìm một cái gì đó để bỏ vào đây. Và George muốn giúp Peppa. Không George, chỉ một mình chị biết trong này có cái gì thôi. Em phải ra ngoài đợi trong lúc chị chọn. Peppa sẽ chọn vài thứ bí mật để cho vào cái hộp của mình. Vậy là hộp bí mật của chị đã đầy rồi. George, em không được xem bên trong đâu. Nhưng mà George rất muốn biết trong cái hộp bí mật của Peppa có gì. Nếu em muốn, em có thể đoán thử. Khủng long. George thì nghĩ Peppa đã bỏ một con khủng long vào đó. Không George, tại sao chuyện gì em cũng nói khủng long hết vậy? Bộ em không thấy con khủng long quá lớn để bỏ vào trong hộp này sao? Vậy là George không đoán được trong hộp bí mật của Peppa có gì. Lúc này heo ba đang làm sạch một bức tranh. Ba ơi, đây là hộp bí mật của con nè. Mẹ đã làm cho con đó ba. Nó rất là đẹp đó Peppa. Nhưng trong đó có gì? Đó là một điều bí mật. George đã thử đoán. Nhưng mà em ấy đoán không đúng. Vậy để ba đoán thử xem. Dạ được. Con bỏ mắt kính của ba vô đây sao? Dạ không. Ba vẫn đang đeo mắt kính của mình mà. Đúng rồi ha. Ba đoán dở quá. Ba phải suy nghĩ kỹ hơn mới được. Được rồi. Con bỏ giày của mẹ vào đây đúng không? Dạ không. Ba đã hết lực đoán rồi. Peppa thích những điều bí mật. Mẹ ơi, không ai biết trong hộp của con có gì. Chớp, em có gì vậy?
mẹ cũng làm một hộp cho Rót, và em cũng bỏ đồ vào đó, và chỉ mình Rót biết trong đó có gì thôi. Vậy là Peppa muốn biết trong hộp của George là gì? Chắc chắn trong đó là đồ chơi khủng long của em George rồi. Khủng long đồ chơi của George không có trong cái hộp đó. Thì khó đoán quá đi. Chị không đoán được. Peppa không còn thích những điều bí mật như trước. Có thể nếu con chia sẻ một thứ trong hộp của con, em con sẽ chia sẻ một thứ của mình. Cũng được, nhưng chúng ta phải làm cùng một lúc mới được. Đó là một ý kiến hay đó con. Khi đếm tới ba, hai con hãy lấy đồ trong hộp ra. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Một, hai, ba. George có một cái trống. Peppa có một cái kèn. Chuyện này thật là vui. Phải, tiếng nhạc rất là vui tai. Các con còn gì nữa hay không? George có một cái bánh vòng nhân kem. Nhưng hộp của Peppa thì không còn gì. Chị không còn gì nữa. Đừng lo, mẹ có đây. Nào mọi người, ăn đi. George, Peppa, heo mẹ và heo ba đều thích món bánh vòng nhân kem này. Bà không có cái hộp đặc biệt, nhưng bà biết một chỗ rất tốt để giấu cái bánh vòng này. Các con biết là ở đâu không? Ba giấu nó ở trong tủ lạnh phải không? Phải không ba? Không, là một nơi đặc biệt hơn nhiều. Bụng của ba. Bánh ngon quá. Con cũng sẽ giấu bánh của con ở trong bụng của con. Mẹ cũng vậy. Thả diều. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Peppa và gia đình mình đi tới công viên chơi. Họ sẽ chơi trò thả diều. George là người sẽ thả con diều trước tiên. Rồi George chạy nhanh nhất có thể. Nhưng mà con diều lại không bay lên. George, em làm sai hết rồi. Là do em chạy chưa đủ nhanh. Bây giờ tới lượt chị. Rồi đến Peppa chạy nhanh nhất có thể. Nhưng con diều nó vẫn không bay lên. Diều sẽ không bay nếu như không có gió, dù cho con chạy nhanh tới mức nào. Chúng ta chỉ cần đợi tới khi trời bắt đầu có gió thổi. Nhìn kìa, bắt đầu có gió rồi đó. Bây giờ trời đã có gió, diều đã có thể bay. Cơn gió bây giờ khá mạnh. Rồi cơn gió bây giờ rất mạnh. Peppa. Cảm ơn ba. Rồi heo ba là người điều khiển diều. Cao nữa, cao nữa. Có vẻ heo ba điều khiển diều rất giỏi. Phải, mấy trò chơi này ba chơi rất giỏi. Cẩn thận mấy cái cây đó anh, coi chừng vừa bị dướng vào đó bây giờ. Em đừng lo, anh biết anh đang làm gì. Ôi trời, heo ba đã làm cho con diều bị dướng lên cành cây rồi. Ôi không. Thôi con nín đi Sóc, ba sẽ lấy con diều xuống cho con mà. Ờ, phải. Hai đứa cẩn thận, ở chỗ đó có một vũng bùn. Tại vì Peppa và George rất thích nhảy vào vũng bùn. Tụi con nhảy vào đó được không mẹ? Đi mà. Không, mẹ không muốn hai con bị dính bùn đâu. Các con mau lùi lại đi. Anh hãy cẩn thận nha heo ba. Anh biết anh đang làm gì. Anh
cẩn đó. Còn một chút nữa thôi bà ơi. Theo ba à, anh quá nặng so với cái cành cây đó. Không đâu, anh biết rõ anh nặng tới mức nào. Lấy được rồi. Như vậy là heo ba đã cứu được con diều. Ôi trời, mọi người dính đầy bùn rồi. Chỉ là bùn thôi mà. Cũng may là heo ba đã không bị thương gì, và con diều đã được lấy xuống. Mẹ ơi, bây giờ tụi con đã dính đầy bùn rồi, tụi con chơi trên vũng bùn được không mẹ? Được rồi, các con cứ chơi đi. Dù sao các con cũng dính rất nhiều bùn rồi. Và mẹ nghĩ heo ba sẽ là người giặt đồ ngày hôm nay đó. Peppa và George rất thích nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn. Heo mẹ và heo ba rất thích nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn. Mọi người thích nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn. Nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn cũng vui như là thả diều vậy đó. Câu chuyện vũng bùn. Hôm nay trời đổ mưa rất lớn nên Peppa và George không thể ra ngoài chơi được. Ba ơi, trời tạnh mưa rồi, tụi con ra ngoài chơi được không ba? Cũng được, hai con ra ngoài chơi đi. Heo Peppa rất thích nhảy vào những vũng bùn. Mình rất thích những vũng bùn. Peppa, nếu con muốn chơi trên vũng bùn thì con phải mang ủng vào mới được. Con xin lỗi mẹ. Và George cũng rất thích nhảy vào vũng bùn như chị mình. George, nếu em muốn chơi trên những vũng bùn thì em phải mang ủng trước cái đã. Peppa lúc nào cũng quan tâm đến em trai của mình. George, chúng ta tìm những vũng bùn khác đi em. Peppa và George đã chơi cùng nhau rất là vui. Peppa tìm được một vũng bùn nhỏ, trong khi George tìm được một vũng bùn lớn. George ơi, có một vũng bùn lớn hay là lớn kìa. George là người muốn nhảy vào vũng bùn lớn trước. Khoan đã George, chị phải xem coi nó có an toàn không đã. Tốt, vũng bùn này không sao đâu. Xin lỗi George, chỉ là bùn thôi mà. Peppa và George rất thích chơi trong vũng bùn lớn này. Đi nào George, chúng ta đi khoe với ba đi em. Ôi trời ơi. Ba ơi, ba ơi, ba đoán xem tụi con đã làm gì nè. Để ba nghĩ xem. Hai đứa con đã xem tivi à? Không phải đâu ba ơi. Vậy hai đứa mới tắm xong? Không phải luôn. À, bà biết rồi. Hai con đã chơi trong vũng bùn đúng không? Dạ, dạ, dạ. Tụi con đã chơi nhảy trong những vũng bùn. Oh, nhìn hai con bây giờ kìa. Không sao, là bùn thôi mà. Nhưng mà chúng ta mau rửa sạch trước khi mẹ các con thấy.
tụi con đã sạch rồi. Ba mẹ cùng chơi với tụi con được không? Được chứ, chúng ta sẽ cùng dạo chơi trong vườn. Sau đó Peppa và George mang ủng của mình, heo mẹ và heo ba cũng mang ủng của họ. Peppa tiếp tục nhảy lên nhảy xuống trong những vũng bùn. Mọi người đều thích nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn. Ôi trời ơi heo ba, anh hãy nhìn anh bây giờ đi kìa. Chỉ là bùn thôi mà. Ông khủng long bị mất tích. Món đồ chơi chó thích nhất đó chính là ông khủng long. Khủng long. George rất thích chơi với ông khủng long. Cũng có đôi lúc George dùng ông khủng long để dọa heo Peppa. Đáng sợ quá. Trong mỗi bữa ăn, ông khủng long luôn ngồi bên cạnh heo George. Ôi trời ơi, có ai nghe không? Là con đó sao George? Hay là tiếng ông khủng long vậy? Khủng long. Trong lúc tắm thì George cũng chia sẻ bồn tắm với ông khủng long. Ngủ ngon Peppa. Chúc mẹ ngủ ngon. Ngủ ngon George. Và ngủ ngon nha ông khủng long. Khi George đi ngủ thì ông khủng long cũng nằm cùng bạn ấy. Trò chơi George thích nhất là ném ông khủng long lên cao, thảy lên thật là cao và chụp lại khi ông khủng long rơi xuống. Trong khi mà Peppa và heo ba đang chơi cờ. Con thắng ba rồi nha. Con giỏi lắm Peppa. George. George à, có chuyện gì vậy con? Khủng long. George, con làm mất ông khủng long rồi sao? George đã làm mất ông khủng long của mình. Con đừng lo George, mọi người sẽ tìm được ông khủng long cho con. Đây là công việc của một thám tử. Nhưng mà ba ơi, thám tử là cái gì vậy ba? Một vị thám tử là một người rất quan trọng đó con, và rất giỏi trong việc đi tìm đồ. Là con cũng rất giỏi tìm đồ đó ba. Được rồi, Peppa sẽ làm thám tử. George, giờ chị làm thám tử. Chị sẽ giúp em tìm ông khủng long về nha. Có lẽ vậy, nhưng thám tử nên hỏi George những câu hỏi đơn giản thôi. George, ông khủng long ở đâu vậy em? Chị George không biết ông khủng long đang ở đâu. Đôi khi thám tử có thể thử đoán là ông khủng long đang ở đâu đó con. Ở đâu rồi? Tại vì George lúc nào cũng đem ông khủng long vào bồn tắm với mình, nên chắc chắn ông khủng long đang ở trong bồn tắm. Nhưng mà ông khủng long không có trong bồn tắm. Ừ, con biết rồi, con biết ông khủng long đang ở đâu rồi đó. George lúc nào cũng đặt ông khủng long trên giường mỗi buổi tối với mình, nên chắc chắn ông ấy sẽ ở đây nè. Ông khủng long cũng không có trên giường của George. Có lẽ chúng ta nên tìm ở trong khu vườn. Phải, ở ngoài vườn. Con cũng đang định nói như vậy đó mẹ. Ông khủng long ơi, ông đâu rồi? Có vẻ như là rất khó tìm được ông khủng long của George. Ông khủng long cũng không có ở đây rồi mẹ ơi. George, con rất thích ném ông khủng long lên cao đúng không? Bà không biết là lần này có phải con ném ông khủng long lên cao quá hay không? Ở trên kia, con thấy ông ấy trước nha. Con giỏi lắm Peppa.
Con đúng là một vị thám tử rất giỏi. Khổng lồng George rất vui vì đã tìm được ông khủng long của mình. Có lẽ chơi với ông khủng long ở gần cái cây không phải là ý hay đâu. Chú vẹt Polly. Peppa và gia đình của mình đi xe tới thăm heo bà và heo ông. Chào các cháu yêu quý của bà. Thôi mau vào nhà đi, ông bà có một bất ngờ. Là gì vậy bà? Ông có thú cưng mới. Con đoán được là con gì hay không? Khủng long. Ồ không, nó không phải là khủng long cháu à. Vào xem đi. Heo bà và heo ông đang nuôi một chú vẹt tên là Polly. Peppa, George, đây là chú vẹt của ông bà đó. Tên của nó là Polly. Polly dễ thương. Polly dễ thương. Wow. Tôi là một chú vẹt thông minh. Tôi là một chú vẹt thông minh. Mẹ ơi, tại sao chú vẹt Polly cứ lặp lại những gì bà nói vậy? Vẹt là như vậy đó con. Để mẹ làm thử. Xin chào Polly. Chú vẹt thật là đáng yêu. Chú vẹt thật là đáng yêu. Thôi đi nào mọi người, đi uống trà. Peppa, George, đi thôi. Có bánh sô-cô-la nữa nè. Dạ con tới liền đây. Peppa và George rất thích ăn bánh sô-cô-la. Nhưng hôm nay hai đứa cố ăn thật nhanh để cùng chơi với chú vẹt Polly. Xong rồi. Đúng là hai đứa trẻ ồn ào đáng yêu. Tụi con rời bàn ăn được chứ vậy? Tụi con muốn xem chú vẹt Polly. Nhưng mà con có chắc là đã ăn hết bánh quy chưa hả? Vậy thì đi đi. George, em nói gì với Polly đi. George hơi ngại ngùng một chút xíu. Xin chào. Xin chào. Vậy là Peppa và George rất thích chơi cùng với chú vẹt Polly. Mình là heo Peppa. Mình là heo Peppa. George, em nói gì đi em. Rồi thì Peppa và George giả như mình là vẹt. Mình là vẹt Peppa. Peppa cố nghĩ cái gì khác hơn để nói với vẹt Polly. Tôi là chú vẹt ồn ào. Hai con đang chơi với Polly đó hả? Dạ thưa ba. Polly thật là chú vẹt đáng yêu đúng không? Dạ phải thưa ba. Tôi là một chú vẹt thông minh. Tôi là chú vẹt ồn ào. Tôi là chú vẹt ồn ào. Ôi trời đất ơi. Oh.
Hôm nay là một ngày trời đầy nắng đẹp. Peppa và gia đình mình sắp đi dã ngoại. Heo ba đang cầm theo giỏ đồ dùng để đi dã ngoại. Tham trải ngoài trời, bánh mì, phô mai, cà chua và một chai nước chanh. Chúng ta còn quên gì hay không cả nhà? Bánh vô tay của mẹ đâu ba? Ba chỉ giỡn một chút thôi. Ba đã lấy bánh vào tay của mẹ để trong giỏ rồi. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vậy thì đi thôi. Có vẻ chỗ này là điểm dã ngoại tốt đó. Ở ngoài trời thật là tuyệt vời. Chúng ta nên chạy dài vòng coi như tập thể dục. Em thì muốn ăn rồi sau đó chợp mắt. Và chắc chắn không muốn chạy vòng vòng đâu. Con nghĩ là ba nên chạy bộ mấy vòng. Bụng ba to quá rồi kìa. Bụng của ba đâu có to con. Nhưng lát nữa ba sẽ tập thể dục, cho dù không có ai tập cùng. Ăn nào. Ý hay đó heo mẹ xinh đẹp. Anh thật sự rất đói. Ngon quá. Anh thấy buồn ngủ rồi. Không phải là anh muốn chạy thể dục mấy vòng sao heo ba? Để sau đi. Trên kia có mấy chú vịt đang bơi. Mẹ ơi, tụi con cho vịt ăn được không mẹ? Được, lấy phần bánh thừa cho chúng đi con. Peppa và George thích cho vịt ăn bánh mì. Mẹ ơi, con nghĩ là chúng muốn ăn nữa. Đó là phần bánh mì cuối cùng rồi. Mẹ nghĩ chúng ăn đủ rồi con à. Xin lỗi vịt con nha. Mình hết bánh rồi. Nhưng vịt vẫn còn muốn ăn. Xem ra heo ba sẽ không tập thể dục nữa rồi. Chuyện gì vậy? Lại là đám vịt con. Peppa nói rồi mà, không còn bánh mì đâu. Mẹ ơi, chúng ta vẫn còn bánh vô tay mà mẹ. Ăn đi, nếu như chúng ta còn thừa bánh thì con có thể cho vịt ăn. Mọi người ai cũng thích bánh vô tay của heo mẹ làm. Ồ, một con ong. Mẹ rất ghét ong. Mẹ các con đúng là nhát thiệt. Chỉ là con ong nhỏ thôi mà. Bay đi đi ong à. Em đứng yên đi heo mẹ. Nó sẽ bay đi thôi. Đó, thấy chưa? Chỉ cần đứng yên mà thôi. Nè, tránh ra đi chứ. Đi đi. Giúp tôi với. Đuổi nó. Đuổi nó đi đi. Mong là con ong đó sẽ không chết ba. Tránh ra đi con côn trùng này. Không, heo ba chạy quá nhanh nên con ong sẽ không đuổi kịp. Chúng ta ăn bánh đi mẹ, trước khi con ong nó quay lại. Ôi không, chúng ta quên chừa cho vịt rồi. Chắc thoát được con ong đó rồi. Anh nói là sẽ chạy vòng vòng để tập thể dục mà đúng không heo ba? Anh đã thực hiện được rồi đó. Cũng may là anh vẫn còn giữ được miếng bánh dâu tay của mình. Khoan đã ba. Tụi con đã hứa cho vịt ăn bánh rồi ba. Các bạn may mắn lắm đó. Mau nói cảm ơn với ba mình đi. Chuyện nhỏ thôi mà. Đã tới lúc về nhà rồi. Tạm biệt những chú vịt đi nào. Tạm biệt bạn vịt. Lần sau gặp lại nha. Chiếc hộp nhạc cụ. Hôm nay heo mẹ và heo ba đã dọn dẹp lại nhà cửa. Mẹ và ba tìm thấy cái hộp cũ này trên gác mái. Các con có đoán được bên trong là gì không? Dạ không. Cái hộp này chứa đầy các nhạc cụ. Wow. Chúng hơi cũ kỹ và dính bụi.
Achoo. Đây là cây đàn vĩ cầm mà mẹ đã chơi từ khi còn nhỏ. Mẹ ơi, mẹ chơi đàn vĩ cầm được không mẹ? Đã lâu lắm rồi mẹ không đụng tới nó. Đi mà mẹ, mẹ chơi thử đi. Hy vọng là mẹ vẫn chưa quên. Hoan hô! Mẹ ơi, con chơi đàn vĩ cầm được không mẹ? Con cầm nó như vậy nè. Như vậy hả mẹ? Ôi trời, không ngờ nó phát ra âm thanh khó nghe như vậy. Rồi George cũng muốn chơi thử. Em cầm như vậy nè George. Âm thanh này cũng không hay một chút nào. Chắc tại đàn vĩ cầm khó chơi quá. Peppa, có lẽ con chơi trống thiết sẽ tốt hơn. Con cảm ơn ba. Nghe hay hơn rồi. Vậy là Peppa thích chơi trống. Ồ, hay lắm con à. Phải, nghe rất là vui tai. Đây là cái đàn phong cầm cũ của heo ba nè. Ba thường chơi cho heo mẹ nghe khi ba mẹ mới quen. Heo ba, anh vẫn nhớ bài này hả? Vậy là George cũng muốn chơi đàn phong cầm. Còn chắc không George. Đàn phong cầm khó chơi lắm đó. George, cây đàn phong cầm của ba cũng khó chơi giống như trống của chị vậy đó. Được rồi George. Có lẽ George còn hơi quá nhỏ để chơi đàn phong cầm. Ba ơi, ở trong hộp còn loại nhạc cụ nào nữa không ba? Còn cái tù và này. Cho con thử được không ba? Con cần phải thổi nó thật là mạnh. Có vẻ như không đúng cách rồi. Con thổi nó không được. Mẹ nghĩ mẹ từng thổi được nó đó. Tiếng này thật sự là không đúng. Chắc nó cần một người to, mạnh và có hơi dài như anh đây. Âm thanh này cũng không đúng luôn. Peppa nói đúng, đúng là không thể thổi được. Thôi kệ nó đi heo ba, cứ dùng đàn phong cầm, vì anh chơi nó rất là hay. Đúng là anh chơi đàn phong cầm khá tốt, bản thân anh cũng công nhận chuyện đó. Và em sẽ chơi vĩ cầm của mình. Con sẽ chơi cái trống này. Vậy là heo mẹ chơi vĩ cầm, còn heo ba thì chơi phong cầm, heo Peppa thì chơi trống. Nhưng George sẽ chơi nhạc cụ nào đây? George đã thổi được cái tù và đó. Mẹ không thể thổi tù và được. Ba cũng không thể thổi được. Và cả con cũng không thể thổi được. Mà em chót lại thổi được. Ếch, sâu và bướm bướm. Hôm nay Peppa và George được đến giúp ông chăm sóc khu vườn. Wow. Có một chú bướm thật là đẹp xuất hiện. Tại sao bướm bướm lại thích hoa vậy ông? Chúng lấy thức ăn từ những bông hoa đó con. Bằng cách nào? Chắc là chúng có cái lưỡi rất dài. Dài hơn cả con sao? Phải đó. Lưỡi của bướm bướm nó dài hơn lưỡi con rất nhiều. Chúng dùng lưỡi của mình để uống mật từ những bông hoa. Wow. Peppa, chắc con bướm bướm đang nghĩ con là một bông hoa đó.
Mình không phải hoa đâu, mình chính là heo bếp ba. Cậu ấy thật là dễ thương, con muốn làm một chú bướm bướm. Rồi bếp ba đóng giả làm một chú bướm. Mình làm một chú bướm bướm nhỏ. George cũng muốn chơi cùng. George, chị làm bướm bướm rồi, em phải làm cái gì đó khác nha. Chị biết rồi, em có thể làm một chú sâu. Nhìn nè chó, chị là một chú bướm bướm. Ôi trời, chắc là George không muốn làm một chú sâu. Cậu ấy chỉ muốn làm một chú bướm. George, khi ông còn là một chú heo nhỏ như con thì ông rất thích đóng vai một chú sâu đó. Tại vì mình làm một chú sâu thì rất là dễ. Ông sẽ chỉ cho con nha. Trước tiên, con phải nằm xuống đất như vậy nè. Sau đó, con cứ lắc lư qua lại như vậy. Ông là một chú sâu đang bò. Vậy là George và heo ông đóng giả làm con sâu một cách vui vẻ. Mình là một chú bướm xinh đẹp. Mình là một chú bướm xinh đẹp. Nhìn con nè, con là một chú bướm xinh đẹp. Phải Peppa, ông biết con là một chú bướm xinh đẹp. Ông ơi, ông và George đang làm gì vậy? Ông và George là những chú sâu đang bò. Con cũng muốn làm một chú sâu nữa. Con là một chú sâu. Ông là một chú sâu đang bò. Mình là một chú sâu đang bò. Mình là một chú sâu đang bò. Bạn có khỏe không? Mình yêu bạn. Mình là một chú sâu đang bò. Thật là vui. Bây giờ thì tụi con muốn làm con gì nữa nè? Con không biết. Ông nhìn kìa, đó là một chú ếch nhỏ. Ơ sao con không đóng giả làm một chú ếch đi? Ếch đâu có đẹp như bướm bướm đâu ông, và không lắc lư như sâu. Ông nghĩ làm con ếch sẽ là trò con thích đó. Ếch cũng chơi nhà búp bê sao ông? Bếp ba của ông dễ thương thiệt. Trò mà con thích nhất là gì nè? Nhảy nhót trên vũng bùn. Ồ phải, và ếch cũng rất thích nhảy trên những vũng bùn. Phải đó chó, đóng giả một chú ếch đi. Mình là một chú ếch nhỏ. Mình là một chú ếch nhỏ. Vậy là những chú ếch tìm được một vũng bùn lớn để chơi đùa. Peppa và George rất thích nhảy lên nhảy xuống trên vũng bùn. Mọi người thích nhảy lên nhảy xuống trên vũng bùn. Giả làm bướm bướm và sâu đều rất tuyệt, nhưng mà mình thích giả làm ếch nhất. Oh.